test cái xe Vario đi phượt, chiên đi phượt có hai thùng sau nữa nha. Bô móc bài y máy làm cổ lại, cổ bô cổ chạy luôn á. Cái xe này nó hay lỗi cái cổ lắm, móc cái bài này khi mình em đi chậm thì nó im, không mà đi nhanh thì nó mới nghe. Anh em nó xem cái clip ha. Rồi ok. Em nói em có clip ha. Đó, phượt thủ chân chính nè, đi lần tháng mới về đủ đồ để chở luôn á. Quá dữ luôn. Chạy à, chạy ngồi bỏ tay ra.